Thông tin tiểu sử ca sĩ Lương Minh Trang. Lương Minh Trang sinh ngày 25 tháng 6 năm 1995 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lương Minh Trang tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Trang. Cô là ca sĩ trẻ được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến với chất giọng trong trẻo, ngây thơ và ngọt ngào. Lần đầu tiên thử sức vào làng showbiz Việt Nam năm 2007 với ca khúc Vũ Điệu DJ, Lương Minh Trang đã ghi điểm cho mình trước các ban giám khảo và khán giả. Nhờ chất giọng trong vắt của Trang đã làm cho nội dung của bài hát Đứng Sau Một Nụ Cười càng buồn hơn nhưng cũng càng đẹp hơn. Sau MV hit đó, Trang được khán giả quan tâm hơn và biết tới nhiều hơn. Ngoài ra những bài hát còn để lại dấu ấn của Lương Minh Trang như Tan, Lớp Xong và Công Chúa Tuyết. Các album của Lương Minh Trang Yêu Nhưng Phải Dừng Lại, ANH Không Dành Cho Nhau, Quên Anh Là Điều Em Không Thể Chạm, Single Câu Hỏi Dành Cho Anh Xuân. Lương Minh Trang comeback. Thật ra em không vui hạnh phúc đó, em không có không thể không thấy nhớ ngây ngô.